Liên tiếp trong những ngày gần đây, nhiều vụ việc người dân ở thành phố Hồ Chí Minh bị tạt chất bẩn, sơn, mắm tôm vào nhà. Cuộc sống của các gia đình này đảo lộn, tinh thần bị khủng bố, kinh doanh đình đốn. Kiểu thách thức pháp luật này không mới, nhưng gần đây lại manh động, gây hoang mang đời sống dân sinh, ảnh hưởng đến trật tự trị an. Nghiêm trị những hành vi này, bảo vệ an toàn cho đời sống dân sinh đang là yêu cầu bức xúc đặt ra. Đây là hiện trường vụ tạt chất bẩn, mắm tôm nhắm vào quán Phở Hòa trên đường Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra vào ngày 31 tháng 7. Các đối tượng tống thẳng sơn, chất bẩn vào quán, ngay cả sau khi có nhiều thực khách, những người vốn dĩ không có tội tình liên quan gì. Liều lĩnh hơn, các đối tượng đã ra tay đến 8 lần chỉ trong vòng 1 tháng. Vì kinh doanh cũng vì thế mà bị đình đốn, một quán phở nhộn nhịp khách lâu nay đã phải đóng cửa vào ngày 1 tháng 8. Thông tin ghi nhận cho đến hiện tại, nguyên nhân dẫn đến quán phở nói trên phải hứng chịu kiểu khủng bố đó, được cho là do người em rể của chủ quán phở nợ nần nhưng chủ nợ lại tìm đến quán phở. Do tụi anh không chấp nhận cái cách giải quyết của họ là bắt gia đình phải chịu trả cái số nợ cho ông. Anh em rể của anh, tụi anh không có liên can gì, thậm chí không biết họ là ai. Mà họ cứ tới đây, họ cũng không biết anh là ai, nhưng mà cứ tới đây là họ tìm chủ quán hoặc là những cái người quản lý liên quan này đó. Không phải là vụ việc cá biệt, trước đó không lâu, một gia đình tại phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, sống trong lo sợ khi liên tục bị kẻ lạ tạt sơn, chất bẩn vào nhà trong 2 ngày 25 và 29 tháng 7. Kẻ lạ mặt còn khủng bố gia đình này bằng cách ném mắm tôm trộn phân và sơn đỏ vào nhà. Thậm chí đề phòng trường hợp có người trong nhà mượn nợ mà không dám nói, nên gia đình đã dán tờ giấy với nội dung ai thiếu nợ ghi tên lại giúp để gia đình sắp xếp trả. Nhưng đến nay vẫn không có ai đến phản hồi. Hiện tại thì gia đình cũng hoang mang lo sợ, tại vì thực sự là trong nhà cũng không có ai mượn nợ hay gì hết. Gia đình cũng có điện cho dòng họ hỏi, nhưng mà dòng họ thì là không có ai mượn nợ hết, là họ đã rời nhà đi từ lâu rồi, cho nên là cũng không còn liên quan đến địa chỉ này nữa. Dù cơ quan công an đã vào cuộc cả hai vụ việc nói trên, tuy nhiên tâm trạng lo sợ từ những nạn nhân thì vẫn còn đó. Bởi những vụ việc vừa qua làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh, các hoạt động kinh doanh bình thường và sự yên bình của cộng đồng dân cư. Đối với hành vi tạt sơn như vậy thì nó tùy từng mức độ để pháp luật xử lý. Nếu mà nhẹ thì xử lý ở mức độ là vi phạm hành chính. Chẳng hạn như điểm E khoản 5 điều 5 của nghị định 167 có quy định về xử phạt hành chính đối với cái hành vi là dùng đá gạch đất cát rồi ném vô nhà, vô phương tiện giao thông thì bị phạt từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Cũng theo luật sư Sang, bên cạnh xử lý đối với các đối tượng ném sơn, chất bẩn, nếu bị hư hỏng tài sản, đồ đạc thì chủ nhà có quyền yêu cầu những người liên quan bồi thường thiệt hại. Còn nếu nghiêm trọng hơn, hành vi ném chất bẩn vào nhà người khác có thể bị xử lý hình sự. Mức độ phức tạp hơn thì có thể là nghiêm trọng hơn thì tùy từng mức độ, có thể là truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội là gây rối trật tự công cộng với cái hành vi tạt sơn này. Tuy nhiên trên thực tế để mà thực hiện bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi tạt sơn thì rất ít. Lý giải cho việc khó xử lý hình sự, luật sư phân tích phải chứng minh được các tình tiết như tổ chức chặt chẽ, tạt nhiều chất bẩn hoặc hành vi vi phạm gây kẹt xe, gây mất trật tự mới có thể xem xét yếu tố hình sự. Tạt sơn hay chất bẩn vào nhà người khác, những hành vi này thường được giới đòi nợ trong thế giới tín dụng đen sử dụng phổ biến. Kiểu hành xử đó đang thách thức pháp luật, mà một trong những nguyên nhân là do lâu nay các biện pháp xử lý chưa đủ răn đe và triệt để. Nếu đặt mục tiêu bảo vệ sự yên bình của đời sống dân sinh và đảm bảo trật tự trị an lên trên hết, thì không thể tiếp tục để tồn tại kiểu hành xử tạt chất bẩn vào nhà người dân như đang thách thức pháp luật.